mất tài lộc do chọn sai hướng công ty. Thì hôm nay Quảng Tổng muốn chia sẻ cho anh chị em là một cái trường hợp mà Quảng Tổng đã xử lý. Thì cái công ty này nó là một công ty triệu đô, là Quảng Tổng không có tiện xưng tên. Thì những năm trước đây là công ty phát triển rất là tốt. Tuy nhiên vừa qua cái năm 2022, rồi năm bắt đầu là cái doanh số nó tụt giảm xuống 30%. Để qua năm 2023 quý mão này thì là cái doanh số của công ty nó là sụt giảm gọi là rất là nghiêm trọng, thậm chí gọi là không có áp ly được những cái hợp đồng mới. Thì anh chủ doanh nghiệp đã gọi là làm những cái mọi cách của cái nội bộ để mà phát triển, tuy nhiên thì nó vẫn có không có giải quyết được vấn đề. Thì anh chủ doanh nghiệp mới mời Quảng Tổng, thì Quảng Tổng đến và đo đạc thì mới phát hiện ra hướng của công ty là hướng thịnh, mà đặc biệt là thịnh là đang trong cái vận trình 3 năm tam tai. Chính vì vậy mà nó ứng với vấn đề là sụt giảm doanh số công ty là hiện tại là năm 2022 là năm Dần, qua năm Mão thì năm tiếp theo nữa là năm Thìn, là doanh số đang sụt giảm là như vậy. Thì đồng thời phát hiện ra thêm nữa là anh chủ doanh nghiệp là tuổi Thìn, mà nội bộ nhân sự của công ty cũng là rất nhiều bạn trong cái tam hợp thân tí Thìn. Như vậy làm cho cái doanh nghiệp nó khó khăn, nó lại nhân lên gấp đôi. Thì chính qua những cái điều đó mà Quảng Tổng đã đưa ra những cái hướng để giải quyết. Thì trước tiên đó là an vị lại thần tài thổ địa để cho cái vấn đề đất đai của công ty được ổn định. Thứ hai là sử dụng cái vật phẩm phong thủy, cái linh vật phong thủy để trấn cái hướng thình, để hỗ trợ cho cái hướng và hỗ trợ cho anh chủ doanh nghiệp. Cái thứ ba là kích tài lộc, kích hoạt những cái phương vị, những cái cung vị tài lộc để làm cho cái tài lộc của công ty nó được vượng lên. Thì sau 2 đến 3 tháng thì hiện tại anh chủ doanh nghiệp đã phản hồi là tình hình công ty nó đang có những cái chiều hướng ổn định và cho năm nay và năm sau, tức là công ty đã gọi là up ly được những cái hợp đồng mới. Như vậy thì anh chị em cũng thấy là cái hướng của công ty nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tình hình kinh doanh của công ty. Nếu anh chị em có thắc mắc thì hãy comment, Quảng Tổng sẽ hữu duyên hỗ trợ cho anh chị em.